xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách để chúng ta có thể tự chế tạo ra một cái mạch sạc pin cho cái cục pin 1,2V này pin 1,2V này thường áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống nhưng mà đôi khi các bạn chỉ có một cái cục pin này và các bạn đi mua và trong khi đó các bạn không có một cái đế sạc 1,2V này thì làm thế nào để có thể sạc pin cho cái cục pin này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta có thể tự chế tạo ra một cái mạch sạc đơn giản cho cái cục pin 1.2V này Từ những cái nguyên liệu cũ có sẵn Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé Nguyên liệu cần đến đó chính là các bạn sẽ kiếm cho mình một con IC NM317 IC này có rất là nhiều ở các vỉ linh kiện cũ Tiếp theo đó chính là một điện trở có thông số là 330 ohm. Và các bạn sẽ kiếm thêm một điện trở có thông số là 47 ohm. Và một thứ nữa không thể thiếu đó chính là đế sạc. Đế sạc này thì các bạn có thể tận dụng ở các đồ chơi cũ của trẻ em, có sẵn rất là nhiều. Sau đây thì mình sẽ bắt đầu tiến hành mình nối cho các bạn xem trước tiên mình sẽ kết nối điện trở 330 ohm tại chân số 1 và chân số 2 của IC NM317 rồi bây giờ mình sẽ nối điện trở 47 ohm tới chân số 1 của IC NM317 tại đầu ra của điện trở 47 ohm mình sẽ kết nối với lại cực âm của đế sạc đây là cực âm. Tức là nguồn đầu ra đó các bạn. Các bạn sẽ kết nối vào cực âm. Sau khi đã kết nối cực âm xong, mình sẽ kết nối cực dương. Cực dương ở đây thì sẽ kết nối từ cái đế sạc này tới chân số 2 của ICNM317 như các bạn đã quan sát video. Sau khi đã kết nối xong, bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện. Nguồn điện ở đây là nguồn điện 5V. Các bạn có thể tận dụng từ các sạc điện thoại đều có ra một nguồn điện 5V. Mình sẽ đo thử cái nguồn điện này cho các bạn xem. Nguồn điện ở đây xuất ra là 5V Từ cái cục sạc điện thoại Thì để kết nối các bạn sẽ kẹp cái chân mát Vào chân mát của đế sạc Tức là chân mát sẽ đầu chung nha các bạn Rồi Cái chân đầu vào này Thì chúng ta sẽ kẹp vào chân số 3 Của ICNM317 Để cấp nguồn điện cực dương Cho cái mạch này nó hoạt động sau khi đã kết nối nguồn điện xong, mình sẽ đo nguồn điện đầu ra cho các bạn xem. Nguồn điện đầu ra ở đây sẽ đo được tầm khoảng rơi tầm khoảng 1,3 cho tới 1,4 V. Đây nha các bạn, 1,37 V. Tức là nó rơi từ khoảng gần 4 V nha các bạn. Tại điểm đầu vào ở đây là 5V tức là nguồn điện đầu vào. Đó, mình sẽ đo lại nguồn điện đầu ra rơi từ khoảng 1,3V cho tới 1,4V. Như vậy là đã có thể sạc pin được rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cục pin và mình sẽ sạc thử cho các bạn xem. Sẽ kết nối với lại cái đế sạc này. Để cho chiếc mạch này hoạt động tốt và ổn định mình sẽ nắp thêm vào đây một cái tản nhiệt giúp cho cái mạch này hoạt động có cảm giác nó sẽ mát hơn và hiệu suất sẽ được tăng lên do có tản nhiệt hỗ trợ tản nhiệt này thì các bạn có thể tận dụng từ các tản nhiệt của các đồ điện tử cũ có rất là sẵn sau khi đã kết nối tản nhiệt xong mình sẽ kết nối nguồn điện và mình chỉ việc sạc thôi các bạn cục pin này khi đầy điện nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,35V hoặc là 1,4V mình sẽ sạc cả cho cục pin này rơi vào tầm khoảng 30 phút cho tới một tiếng là cục pin này sẽ đầy điện bây giờ mình sẽ chờ đợi các bạn ạ rồi sau tầm khoảng 30 phút trôi qua Bây giờ thì mình sẽ tháo cái cục pin này ra khỏi đế sạc của nó. Và mình sẽ đo đạc nguồn điện cho các bạn xem cục pin này đã vào điện hay chưa và đã đầy pin hay chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình đo nha các bạn. Nguồn điện ở đây sẽ rơi vào tầm khoảng 1,3 V nó sẽ rơi khoảng hơn 1,3V đó các bạn như vậy cục pin này đã có thể vào điện và sử dụng được rồi các bạn rất là tốt với một cái mạch tự chế như thế này thì các bạn sẽ bớt đi một phần chi phí khi các bạn mua một cái đế sạc ở trên thị trường giá cả nói chung là cũng hơi đắt nhưng mà trong khi đó các bạn có thể tận dụng tất cả các đầu cũ và các bạn chế tạo ra được một cái mạch sạc sử dụng trong cuộc sống khi các bạn không có đế sạc 1,2V chuyên dụng các bạn có thể áp dụng cái đế sạc này. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.